Chiều 21 tháng 10, ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vốn Sứ Thanh Hà cách thực hiện, cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình đã mời 2 người của công ty lên Hòa Bình làm việc liên quan đến vụ xả trộn dầu thải gây ô nhiễm nước sông Đà. Theo ông Truyền, 2 người được mời là Nguyễn Thị Quyền Trang 1988, con gái ruột ông Truyền, cán bộ phòng kinh doanh, và ông Trần Thành Trung 1975, cán bộ phòng vật tư kiêm thủ kho. Ngày 19 tháng 10, đoàn kiểm tra gồm Cục Cảnh sát Môi trường và Công an tỉnh Hòa Bình đã đến làm việc tại Công ty Cổ phần Vốn Sứ Thanh Hà. Sau khi xong xuôi buổi làm việc lúc 16 giờ, công an mời Trang và Trung đi cùng lên Hòa Bình, cho đến giờ vẫn chưa về, ông Truyền thông tin. Ông Truyền nói thêm, hiện tại, ông chưa gặp được con gái bởi chị Trang đang làm việc tại cơ quan công an ở Hòa Bình. Khu vực chứa dầu thải của Công ty Vốn Sứ Thanh Hà, nơi nhân viên trung cấp dầu thải cho Vũ, đã được niêm phong. Vì đang phải làm việc với công an nên hiện Trang không đi làm. Hôm qua, hậu phi tôi có gọi cho con gái và hỏi có biết Vũ là ai không thì con gái khẳng định không biết Vũ là ai. Tuy nhiên, chi tiết thế nào thì cơ quan công an đang làm rõ, ông Truyền nói. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vốn Sứ Thanh Hà cách thực hiện, cho hay, theo thông tin ban đầu, ông Trung là người đã trực tiếp lấy dầu thải từ kho của công ty giao cho nhóm Lý Đình Vũ, Nguyễn Trưng Đại và Hoàng Văn Thám. Sau khi lấy dầu thải, nhóm Vũ, Đại, Thám mang về Hưng Yên để sơ chế, giữ lại những gì có thể sử dụng được. Lượng dầu cặn từ quá trình này sau đó thế hệ được các nhóm đối tượng đem xả trộn ở Hòa Bình. Vị chủ tịch công ty Thanh Hà nêu rõ, đơn vị đã bỏ công nghệ đốt lốt để nung gạt cách đây 4 năm. Ở thời điểm hiện tại công ty sử dụng gác và diesel để phục vụ lò đốt. Ông nói thêm, lượng dầu thải ra là dầu từ máy ép thủy lực, vẫn có thể tái chế được nhưng công ty ông đã ký hợp đồng giao toàn cục cho công ty môi trường xanh Minh Phúc Bình Giang, Hải Dương, vận chuyển, xử lý.